giả bệnh ký sinh trùng và côn trùng gây ra ở người, gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Trong chuyên mục Y tế và sức khỏe cộng đồng tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu về các bệnh thường gặp do ký sinh trùng và côn trùng gây nên, cũng như cách phòng tránh hiệu quả các loại bệnh này. Trước tiên là cuộc trao đổi của phóng viên chuyên mục cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn xung quanh vấn đề này. Vâng, thưa bác sĩ, là chúng ta thường gặp những cái bệnh gì mà do ký sinh trùng và côn trùng gây ra? Các cái bệnh ký trùng, côn trùng gây ra nó có rất nhiều những loại bệnh ký trùng, côn trùng. Nếu mà phân theo các cái bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C thì nhóm A là bệnh dịch hạch, là do bọ chét truyền, là bệnh truyền nhiễm nhóm A là rất nguy hiểm. Còn các cái bệnh truyền nhiễm nhóm B, ví dụ như là do muỗi truyền, ví dụ như là bệnh sốt rét do muỗi sốt rét truyền, bệnh sốt xuất huyết do muỗi sốt huyết truyền và bệnh viêm não Nhật Bản B do muỗi viêm não Nhật Bản B truyền. Đấy là các bệnh do muỗi truyền là bệnh truyền nhiễm nhóm B đấy. Còn các cái bệnh truyền nhiễm nhóm C là các cái bệnh run sán. Thì các cái bệnh run sán thì gồm có là các cái bệnh run truyền qua đất, từ đó là nhiễm vào đường tiêu hóa. Ví dụ như là run đũa, run móc, run tóc và run kim. Ngoài ra là các bệnh run khác, ví dụ run lươn lại truyền qua đường da. Cuối cùng là gây nhiễm ở trong đường tiêu hóa. Và các cái bệnh ví dụ như là ký trùng gọi là đơn bào, tức là có một tế bào, ví dụ là bệnh trichomonas là nó lây qua đường tình dục. Vâng, vậy thì theo bác sĩ thì những cái bệnh mà do ký sinh trùng và côn trùng này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cũng như là sức khỏe hàng ngày của chúng ta? Những cái bệnh ký trùng côn trùng này rất là nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chúng ta. Ví dụ là bệnh dịch hạch, mặc dù bây giờ là số mắc còn rất ít ở trên thế giới nhưng mà nó có thể nó sẵn sàng là du nhập vào Việt Nam mình qua đường biển chẳng hạn, là bệnh truyền nhiễm nhóm A rất nguy hiểm, tối nguy hiểm. Ngoài ra những cái bệnh thường gặp lây truyền qua do côn trùng như bệnh truyền nhiễm nhóm B ấy, thì vừa nói là bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não nhiễm B, là những bệnh này nó cũng gây dịch rất nguy hiểm và nếu mà không chữa kịp thời thì có thể tử vong. Chúng ta biết là sốt rét, sốt xuất huyết và sốt viêm não, mà viêm não để lại di chứng rất là nặng nề. Vâng, vậy thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để phòng chống những cái bệnh do ký sinh trùng và côn trùng ạ? Những cái bệnh này, các biện pháp phòng chống rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Ví dụ là cái vấn đề vệ sinh môi trường. Vệ sinh môi trường nghĩa là gì ạ? Là mỗi gia đình phải có một cái nhà tiêu vệ sinh, dùng nước sạch. Thì như vậy là mình sẽ không bị nhiễm các cái loại chứng run sán. Và đồng thời là phải thực hiện cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Phải ăn chín, không ăn những cái thịt cái, cá gỏi, rau sống mà rửa không sạch là sẽ nhiễm chứng ấu trùng của run sán là rất nguy hiểm. Đấy là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì ngoài ra là mình phải lưu ý là cái phòng tránh cái muỗi đốt, tức là côn trùng đốt. Ví dụ là phòng chống muỗi đốt phải làm màn tẩm hóa chất, nhất là ở những cái vùng mà sốt rét lưu hành hiện nay mà còn ấy, hoặc là sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết thì là phải đặc biệt lưu ý là phải ngoài làm màn nhưng mà phải cũng phải phòng tránh muỗi đốt, vì muỗi xuất huyết nó đốt cả ban ngày nữa. Và viêm não Nhật Bản B thì cũng phải làm màn. Bên cạnh đó là có thể là những cái nơi nào phát hiện ra các cái loại muỗi sốt xuất huyết, sốt viêm não Nhật Bản B thì mình phải dùng hóa chất để mà tiêu diệt để muỗi truyền bệnh, vì nó truyền những cái con ký trùng của sốt xuất huyết hoặc là của sốt huyết là virus. Thì mình sẽ tiêu diệt được cái vector truyền bệnh nó đi. Đấy, thì sẽ phòng chống được các cái bệnh truyền do muỗi truyền. Cái thứ hai là cái như vừa nói là cái việc mà chúng ta có thể phải đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh bị sán chẳng hạn. Tại vì có những người nó chỉ có biểu hiện nó ngứa ra thôi, nhưng mà không ra thì rõ ràng là mình khám sức khỏe định kỳ để mình xét nghiệm máu để tìm cái kháng thể trong máu có nhiễm các loại sán này không. Mà đấy là xét nghiệm chẩn đoán đặc hiệu luôn ấy. Thì lúc đó là bác sĩ cho thuốc điều trị đặc hiệu luôn, để tất cả các loại sán đều khỏi hết, vì cái này nó có hướng dẫn chẩn đoán điều trị theo cái phác đồ của Bộ Y tế rồi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi ạ. Thưa
Thưa quý vị khán giả, để đạt mục tiêu loại trừ sốt rét trong năm 2022 này, theo lộ trình của Bộ Y tế, ngành y tế tỉnh đã nỗ lực huy động các nguồn lực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và loại trừ sốt rét từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, phấn đấu đạt tiêu chí bắt buộc và các điều kiện đảm bảo loại trừ sốt rét trên toàn tỉnh. Đi đến từng nhà để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống sốt rét là việc làm thường xuyên của nhân viên y tế thôn bản và cán bộ trạm y tế xã. Từ đó, người dân được tiếp cận trực tiếp các cách phòng chống bệnh sốt rét như khơi thông cống rãnh, nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng, đi ngủ phải nằm màn và phải đi khám nếu có các biểu hiện của sốt rét. Chuồng trại thì dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, là tối đi ngủ thì mắc màn. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ. Các hoạt động giám sát dịch tễ sốt rét, giám sát điểm kính hiển vi xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét, tẩm màn, phun hóa chất diệt muỗi tồn lưu ổ bệnh được triển khai thường xuyên nhằm kiểm tra, đánh giá và nâng cao chất lượng phòng chống sốt rét trên địa bàn. Cùng với đó, các biện pháp kỹ thuật trong phòng chống sốt rét cũng được triển khai đồng bộ, bao gồm xét nghiệm chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ, giám sát dịch tễ sốt rét, phòng chống vector sốt rét, truyền thông cho đối tượng nguy cơ mắc sốt rét, bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét và loại trừ sốt rét. Ngành y tế cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho bà con tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe với nhiều hình thức đến các địa bàn dân cư như truyền thông lồng ghép, thăm hộ gia đình, phát thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tranh lật, giúp nhân dân thay đổi về nhận thức phòng bệnh. Đối với lực lượng y tế thôn bản là người tham mưu để thực hiện cái công tác tuyên truyền vận động đến quần chúng nhân dân. Chẳng hạn như là diệt loang quăng bọ gậy rồi thì ngủ màn, ngủ thì phải có màn rồi thì làm sạch cái vệ sinh môi trường ở xung quanh nhà ở. Chỉ đạo các xã nắm chắc số dân di cư biến động, rất là những người từ cái vùng dịch về. Chúng tôi đã phải rà soát kỹ những người này về, chúng tôi đã để chủ động như vậy là lấy mẫu xét nghiệm để xem là có mắc sốt rét hay không. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Bắc Cạn chưa phát hiện bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét dương tính nào. Để đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong năm 2022 này, ngoài sự cố gắng phấn đấu của ngành y tế tỉnh Bắc Cạn, còn đòi hỏi phải có sự chung tay nỗ lực của các ban ngành đoàn thể và nâng cao ý thức tự giác của người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Đối với người dân đi làm ăn xa ở các vùng dịch sốt rét về, cần phải khai báo y tế với trạm y tế để có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các yếu tố nguy cơ của bệnh sốt rét và các dịch bệnh khác. Thưa quý vị, công tác xét nghiệm nhằm phát hiện các loại ký sinh trùng ký sinh trên cơ thể, từ đó tìm ra cách loại bỏ chúng. Khi thăm khám, tùy theo triệu chứng lâm sàng, diễn biến bệnh, tính chất dịch tễ của địa phương mà người bệnh đang sinh sống, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp xét nghiệm phù hợp cho từng bệnh nhân. Sử dụng xét nghiệm test chẩn đoán nhanh cực kỳ quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh sốt rét vì sẽ phát hiện ra kháng nguyên loại HRP2 hoặc kháng nguyên PIZH trong vòng 15 đến 20 phút sau. Từ đó, chúng ta sẽ không còn phân vân khi đứng trước một ca bệnh nghiêm trọng sốt rét ác tính hay một bệnh nhiễm trùng nào khác để có hướng xử trí phù hợp và tối ưu nhất. Nếu mà những trường hợp mà nghi ngờ sốt rét thì sẽ được lấy lam máu để gửi đi xét nghiệm và đồng thời là sẽ test tại chỗ ở trạm để nhằm phát hiện bệnh nhân sốt rét để quản lý và điều trị. Qua bước khám lâm sàng để bổ sung và khẳng định kết quả chính xác thì việc thực hiện các phương pháp xét nghiệm là rất cần thiết. Thông qua các xét nghiệm trong một số loại bệnh phẩm có thể phát hiện được ký sinh trùng như soi trên lam máu tế bào ngoại vi có thể phát hiện được các loại ký sinh trùng trong máu như ký sinh trùng sốt rét, giun chỉ bạch huyết, xét nghiệm miễn dịch huyết thanh trong máu, soi phân của người bệnh để tìm ra các sinh vật đơn bào, ấu trùng giun lươn, giun sán, xét nghiệm mô bệnh học. Sinh thiết có thể phát hiện được một số ký sinh trùng như nhóm sán dây lợn, sán dây bò, xét nghiệm soi tươi hoặc PCR, có thể phát hiện được một số loại ký sinh trùng trong một số loại bệnh phẩm như dịch sinh học, chất thải, dịch mủ, chất nôn. Xét nghiệm soi tươi từ tế bào sừng, móng, da, xét nghiệm vật chủ trung gian gây bệnh. Xét nghiệm để chẩn đoán ra nguyên nhân gây bệnh và để cung cấp kịp thời để cho bác sĩ có những hướng điều trị chính xác nhất, kịp thời nhất, giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh được tốt hơn. Với những người mắc bệnh, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì thế khi thấy có những nguy cơ mắc bệnh dù là dấu hiệu nhỏ nhất, cũng nên đi xét nghiệm ký sinh trùng để chắc chắn mình có bị bệnh hay không, đồng thời qua đó có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả. Chương mục Y tế sức khỏe cộng đồng tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.